Chào mừng các em đến với tiết học địa lý 6. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Giang, giáo viên giảng dạy bộ môn địa lý, trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để học tốt tiết học hôm nay, cô có một số lưu ý hướng dẫn học sinh học trực tuyến như sau. Các em hãy ngồi thẳng lưng, mắt cách máy tính 50 cm. Các em cần có sách giáo khoa lịch sử địa lý 6, bộ Chân trời sáng tạo, vở ghi, bút thước. Cô biết rằng vì tình hình dịch bệnh hạn chế ra ngoài, một số em chưa chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa. Các em có thể truy cập đường link phía dưới nền tảng sách điện tử của nhà xuất bản giáo dục. Trong quá trình học, cô hy vọng các em sẽ chú ý lắng nghe và ghi chép lại các nội dung chính. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng khởi động với câu hỏi như sau. Hãy mô tả trường học của em qua trí nhớ. Các em có thể mô tả trường tiểu học mà các em đã học vào giấy nháp hoặc mô tả bằng miệng. Chắc các em cũng đã nhớ lại và mô tả được ngôi trường tiểu học thân yêu của mình, đúng không nào? Cô có một sơ đồ trường học như hình dưới. Bây giờ cô cùng các em sẽ mô tả lại ngôi trường này nhé. Mời các em quan sát. Trường bao gồm nhà hiệu bộ 2 tầng ở giữa. Bên trái nhà hiệu bộ là nhà A cho học sinh khối 8 và khối 9. Bên phải là nhà B cho học sinh khối 6 và khối 7. Hai nhà có kích thước bằng nhau. Sau nhà B là sân bóng và nhà đa năng. Xung quanh trường có tường bao, cổng trường đối diện nhà hiệu bộ. Như vậy, cô và các em vừa kết thúc phần khởi động. Chắc hẳn từ khi còn bé, các em đã được bố mẹ đưa đi học, đi siêu thị, đi hiệu sách và các em cũng đã ghi nhớ được con đường từ nhà đến trường, đến siêu thị hay hiệu sách. Việc ghi nhớ đó giúp cho một số bạn học sinh đã có thể đi từ nhà đến trường mà không cần bố mẹ đưa đi nữa. Vậy tại sao các bạn ấy không bị lạc? Bởi vì trong tâm trí của các bạn ấy đã có hình ảnh về địa điểm khu vực đó. Đấy được gọi là lược đồ trí nhớ. Thật thú vị phải không các em? Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu lược đồ trí nhớ là gì và vai trò của nó ra sao. Cô mời các em tìm hiểu bài 4 lược đồ trí nhớ với hai nội dung chính: mục 1 lược đồ trí nhớ, mục 2 phác thảo lược đồ trí nhớ. Nội dung đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là lược đồ trí nhớ. Trước khi vào tìm hiểu khái niệm, các em hãy đọc đoạn văn sau và hoàn thành nhiệm vụ phía dưới. Mời các em cùng đọc với cô. Bằng xe máy, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi về hướng Nam theo dọc quốc lộ 1A, dừng ở một trạm ven đường trong thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại thành phố Ninh Bình. Từ đây, theo đại lộ Tràng An về hướng Tây khoảng 6 km, danh thắng Tràng An hiện ra trước mắt chúng tôi với khung cảnh thật đẹp. Vừa rồi, cô và các em đã hoàn thành xong đoạn văn. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta như sau. Hãy vẽ lại hành trình của chuyến đi được mô tả trong đoạn văn trên. Để vẽ được hành trình chuyến đi này, các em phải vận dụng kiến thức đã học ở bài 3 ở nội dung phương hướng trên bản đồ. Các em thấy rằng điểm xuất phát của chúng ta là thủ đô Hà Nội và đích đến của chúng ta chính là danh thắng Tràng An.
mời các em nhìn lên sơ đồ lược đồ cô vẽ như sau. Xuất phát từ Hà Nội, đi về hướng Nam dọc quốc lộ 1A, dừng ở một trạm ven đường trong thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển. Sau 3 giờ đồng hồ có mặt tại thành phố Ninh Bình và từ đây theo đại lộ Tràng An khoảng 6 km thì đã đến điểm dừng chân tại Tràng An. Sau khi chúng ta vẽ lại được hành trình chuyến đi, đó chính là lược đồ trí nhớ. Cô mời các em nhìn lên màn hình, đây chính là lược đồ trí nhớ. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi vào mục A nhỏ, khái niệm lược đồ trí nhớ. Cô có bức tranh đầu tiên mà bạn An đã vẽ lại cảnh biển khi bạn An đã được đi thăm biển. Bức tranh thứ hai, cảnh vùng quê, bạn An đã vẽ lại theo lời kể của mẹ. Tuy bạn chưa từng đặt chân đến vùng quê đó. Tiếp theo, hãy cùng cô phân tích hai cụm từ. Đầu tiên, cụm từ lược đồ. Lược đồ chính là hình ảnh của một địa điểm, một khu vực mà ta chưa đến hoặc đã đến. Còn trí nhớ là khả năng lưu trữ thông tin của một cá nhân con người. Dựa vào nội dung sách giáo khoa kết hợp với hiểu biết, em hãy nêu khái niệm lược đồ trí nhớ. À, thật là dễ để trả lời câu hỏi này đúng không? Lược đồ trí nhớ là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể trong tâm trí con người. Lược đồ trí nhớ có vai trò như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu mục B, vai trò của lược đồ trí nhớ. Tại sao chúng ta cần xây dựng lược đồ trí nhớ? Các em hãy viết vào giấy nốt suy nghĩ, lấy một ví dụ về vai trò của lược đồ trí nhớ trong đời sống và học tập. Các em à, lược đồ trí nhớ có vai trò rất quan trọng trong đời sống và học tập. Các em hãy hướng lên màn hình cùng dò xem đáp án của các em có giống với đáp án của cô không nhé. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng vai trò của lược đồ trí nhớ là giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách vẽ phác họa tuyến đường đi. Tiếp theo, giúp chúng ta hiểu hơn về thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và thể hiện lại các đối tượng, phác họa hình ảnh của một điểm, một hành trình hoặc một vùng nào đó. Cô ví dụ như sau, khi vẽ lược đồ trí nhớ đường đi, em sẽ vận dụng được kiến thức xác định hướng, tư duy về không gian địa lý, rèn luyện và phát triển kỹ năng vẽ sáng tạo trong việc chọn hình ảnh sơ đồ. Một người có lược đồ trí nhớ phong phú thì việc sử dụng không gian trong đời sống cũng hiệu quả hơn. Khi đó các em sẽ có nhiều lựa chọn trong việc di chuyển, mua sắm hay khu vui chơi giải trí. Trên đây là lược đồ trí nhớ từ nhà cô đến trường trung học cơ sở Võ Thành Trang. Từ nhà cô đến trường trung học cơ sở Võ Thành Trang có rất nhiều tuyến đường đi. Tuy nhiên, đây là tuyến đường đi được cô xem là dễ nhớ và dễ đi nhất. Từ địa chỉ 26 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cô sẽ đi thẳng theo đường số 5 ra gặp ngay công viên Gia Phú ở ngã ba giao Bình Long với đường số 5. Tiếp theo, cô sẽ đi theo đường Bình Long. Và trên đường Bình Long, cô sẽ nhớ ngay mình phải đi qua ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý, giao Bình Long. Bên tay phải đường Bình Long, cô sẽ luôn thấy Nghĩa Trang, phường Bình Hưng Hòa. Tiếp đến, cô sẽ
lựa chọn ngã rẽ ở đường Tân Hương giao nhau với Bình Long bên tay trái của đường Bình Long. Khi cô rẽ vào đường Tân Hương đi khoảng 500 m thì cô sẽ gặp ngay đường Tân Quý giao nhau với đường Tân Hương. Tại đây chính là trường học Võ Thành Trang thân yêu của cô, địa chỉ 218 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Đặc điểm rất dễ nhớ của trường cô đó là nằm ngay mặt tiền đường, hướng ngay mặt tiền đường Tân Quý giao nhau với đường Tân Hương. Nếu có dịp các em hãy ghé thăm trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang thân yêu của cô nhé. Tiểu trung lại, mục 1 lược đồ trí nhớ, các em cần nhớ và ghi bài vào vở. A. Khái niệm lược đồ trí nhớ. Cô mời các em ghi bài. Là hình ảnh về một địa điểm, một khu vực cụ thể trong tâm trí con người. B. Vai trò của lược đồ trí nhớ. Định hướng di chuyển. Hiểu thế giới xung quanh. Sắp xếp không gian. Phác họa hình ảnh của một điểm, một hành trình hoặc một vùng nào đó. Như vậy, cô vừa khái quát xong mục 1 lược đồ trí nhớ. Các em có thể dừng màn hình để ghi bài vào vở đầy đủ. Tiếp theo, cô mời các em qua mục 2, phác thảo lược đồ trí nhớ. Phần này, các em chủ động đọc sách giáo khoa trang 124 để biết thêm các bước thực hiện khi vẽ lược đồ trí nhớ để củng cố và hiểu thêm bài học này. Cô mời các em đi vào phần luyện tập vận dụng. Phần luyện tập của chúng ta như sau. Quan sát hình 4.1 và trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, người vẽ lược đồ này sống ở đâu? Nơi đó có thể xem là vị trí bắt đầu vẽ lược đồ này không? Câu hỏi số 2, từ thị trấn đến trường học, em sẽ đi qua những địa điểm nào? Câu hỏi số 3, đối tượng địa lý nào kéo dài từ Bắc đến Nam ở rìa phía Tây lược đồ? Câu hỏi số 4, hồ nằm ở hướng nào trên lược đồ? Cô mời các em cùng quan sát lên hình 4.1 lược đồ trí nhớ của một học sinh. Chúng ta cùng giải quyết câu hỏi đầu tiên. Người vẽ lược đồ này sống ở đâu? Người vẽ lược đồ này sống ở thị trấn. Cô mời các em quan sát. Và nơi đây có thể xem là vị trí bắt đầu vẽ lược đồ này. Tiếp tục, câu hỏi số 2. Từ thị trấn đến trường học, em sẽ đi qua những điểm nào? Như vậy, từ thị trấn đến trường học, em sẽ phải đi trên đường giao thông để qua rừng và qua cánh đồng. Tiếp đến câu hỏi số 3. Đối tượng địa lý kéo dài từ Bắc đến Nam ở rìa phía Tây lược đồ. Các em thấy đấy, các em phải vận dụng kiến thức ở bài số 3, phương hướng trên bản đồ, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng trả lời câu hỏi này. Đối tượng địa lý kéo dài từ Bắc đến Nam ở rìa phía Tây lược đồ là sông. Các em nhìn vào đường màu đỏ, cô ký hiệu, người ta ghi chữ sông rất rõ ràng. Tiếp theo, hồ nằm ở hướng nào trên bản đồ? À, hồ chắc chắn nằm ở hướng Bắc trên lược đồ. Dịch bệnh kéo dài, chắc hẳn Điền Thoại là người bạn thân thiết của các em. Cô có câu hỏi vận dụng đầu tiên dành cho các em như sau. Em hãy cho biết tên các ứng dụng trò chơi học tập địa lý từ điện thoại di động dưới đây. Trên màn hình chúng ta có 6 hình ảnh tượng trưng cho 6 ứng dụng học tập địa lý miễn phí. Nhiệm vụ của các em là phải nêu ra được tên gọi tương ứng với các hình ảnh đó. Cô có
một đoạn nhạc. Sau khi kết thúc đoạn nhạc này, các em hãy trả lời cho cô nhé. Sau đây là đáp án của cô. Cô mời các em hướng lên màn hình. Số 1 mang tên ứng dụng cuộc thi của các thủ đô. Hình ảnh số 2 là ứng dụng học địa lý câu đố. Hình ảnh số 3 với tên gọi đó là đâu. Hình ảnh số 4 mang tên ứng dụng địa lý thế giới. Hình ảnh số 5 chính là ứng dụng thử thách địa lý. Hình ảnh số 6 với tên gọi địa lý thế giới trò chơi. Trên đây là 6 ứng dụng cô muốn giới thiệu tới các em. Ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng miễn phí giúp các em có thể học tập địa lý mọi lúc mọi nơi, giúp các em hiểu và xem xét từ thủ đô đến sông ngòi của mỗi quốc gia, mỗi khu vực. Cùng với đó là hệ thống chính trị hoặc phong tục tập quán của khu vực đó. Cô hy vọng sau tiết học này, các em có thể lựa chọn được một ứng dụng mà các em yêu thích, từ đó giúp các em rèn luyện trí nhớ tốt hơn. Để giúp các em có trí nhớ tốt hơn, cô mời các em đến với câu hỏi vận dụng tiếp theo. Các em hãy xem video và ghi nhớ các tỉnh giáp biển của Việt Nam. Các em có thể ghi nhớ vào giấy note. Cô mời các em cùng xem video nhé. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. Have carried me every mile of the way. Want to see your house, your streets. Show me all I do not know. Wooden sandpans, floating markets, light of gold. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. Cô mời các em
cùng hướng lên lược đồ các tỉnh và thành phố Việt Nam, xem mình đã nhớ được bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển. Đi dọc bờ biển từ Bắc xuống Nam, chúng ta có các tỉnh và thành phố giáp biển như sau. Đầu tiên là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Như vậy, 28 tỉnh và thành phố giáp biển đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hoạt động tiếp theo, cô muốn các em thực hiện cho cô hai nhiệm vụ ở nhà như sau. Nhiệm vụ 1, nêu khái niệm, lược đồ trí nhớ. Nhiệm vụ 2, viết đoạn văn mô tả quãng đường từ nhà đến trường theo trí nhớ của em. Cô xin cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe bài học ngày hôm nay. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.